Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của sự khó xử. Ý nghĩa tình trạng khó xử là gì? Một tình huống khó xử là một tình huống khó khăn, trong đó bạn phải lựa chọn những hai hoặc nhiều lựa chọn thay thế. Anh phải đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan về việc có trở về nước hay không. Vấn đề đặt ra một đạo đức tiến thoái lưỡng nan, từ đồng nghĩa tình trạng khó khăn, vấn đề, khó khăn tại chỗ không chính thức, thêm từ đồng nghĩa của tình huống khó xử. Các loại khó xử là gì? Có một loại đạo đức tình huống khó xử như phổ biến nhất trong số họ được phân loại vào những điều sau đây. Thứ nhất, tri thức và bản thể tiến thoái lưỡng nan. Thứ hai, sự đắp đặt và trên thế giới áp dụng tiến thoái lưỡng nan. Thứ ba, có nghĩa vụ tiến thoái lưỡng nan và cấm tình huống khó xử. Thứ bốn, tình huống khó xử của nhiều người. Tiến thoái lưỡng nan trong một câu chuyện là gì? Trong văn học, tiến thoái lưỡng nan là một cuộc đấu tranh xảy ra trong tâm trí của một nhân vật. Do đó, nó mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc về cuộc sống của các nhân vật. Có thể có một nhiều tình huống khó xử trong một câu chuyện. Tuy nhiên, mục đích là để tạo ra một sự căng thẳng và phức tạp trong một câu chuyện bằng cách thêm các ý tưởng khó hiểu và xung đột. Vấn đề nan giải là gì? Khi sử dụng danh từ tiến thoái lưỡng nan, có nghĩa là một tình huống trong đó một sự lựa chọn phải được thực hiện giữa hai hoặc nhiều lựa chọn thay thế mà dường như đều không mong muốn. Trong khi vấn đề phương tiện, một khó khăn mà phải được giải quyết hoặc giải quyết. Vấn đề cũng là tính từ có ý nghĩa khó đào tạo hoặc hướng dẫn. Làm thế nào để bạn giải quyết một tình trạng khó xử? Với bất kỳ vấn đề nan giải nào, có những bước cơ bản bạn có thể thực hiện để giải quyết đó. Thứ nhất, đặt tên cho tình huống khó xử cho chính mình. Bước đầu tiên là xác định tình trạng khó xử mà bạn phải đối mặt. Thứ hai, xác định nơi lợi ích bạn muốn đáp ứng. Thứ ba, xác định các giả định được nhúng trong tình huống khó xử để giữ các nhu cầu không được đáp ứng. Thứ bốn, mô tả tình huống khó xử như người khác. Vấn đề nan giải của bạn là gì? Một vấn đề nan giải là một lựa chọn khó khăn. Khi bạn ở trong một tình huống khó khăn và mỗi lựa chọn đều có vẻ tồi tệ như nhau, bạn sẽ rơi vào tình huống khó xử. Tiến thoái lưỡng nan là một người Hy Lạp cho đề xuất kém. Ban đầu, nó là một thuật ngữ logic kỹ thuật, nhưng chúng ta sử dụng nó ngay bây giờ cho bất kỳ lúc nào bạn gặp vấn đề không có giải pháp thỏa đáng. Một vấn đề nan giải thực sự là gì? Tình huống trong một lựa chọn khó khăn phải được thực hiện giữa hai hoặc nhiều lựa chọn thay thế, đặc biệt là những lựa chọn không mong muốn như nhau. Vấn đề nan giải của sự lựa chọn giữa hỗn loạn và bất công có lẽ là rất thực tế. Tình trạng khó xử về đạo đức cá nhân là gì? Một tình huống khó xử về đạo đức là một tình huống trong đó một người bị giằng xé giữa đúng hay sai. Một tình huống khó xử về đạo đức thường buộc cá nhân quyết định lựa chọn nào cho mình là thể sống cùng. Nhưng bất kỳ kết quả nào cũng vô cùng khó chịu cho dù thế nào đi nữa. Làm thế nào để bạn xác định một tình trạng khó xử về đạo đức? Tiếp cận những tình huống khó xử về đạo đức. Thứ nhất, nhận ra một vấn đề về đạo đức. Điều quan trọng là phải nhận ra ngay từ đầu liệu có một vấn đề về đạo đức trong tình huống nhất định. Thứ hai, bắt đầu quyết định của bạn. Thứ ba, đánh giá hành động thay thế từ các quan điểm đạo đức khác nhau. Thứ bốn, đưa ra quyết định. Thứ năm, xem xét hành động của bạn khi nhìn lại. Tại sao tiến thoái lưỡng nan về đạo đức lại quan trọng? Một tình huống khó xử về đạo đức là tình huống xung đột nghĩa vụ của một đại lý. Một số trường hợp liên quan đến những lựa chọn khó khăn cho thấy tình trạng khó xử về đạo đức tồn tại. Những trường hợp này cũng thấy cho những tình huống khó xử rất có ý nghĩa, bởi vì chúng cho thấy rằng lý thuyết đạo đức không thể giúp với những lựa chọn này. Một số tình huống khó xử đạo đức phổ biến là gì? Với một số ít thông thường và một chút phân tích,
nhân viên có thể giải quyết các tình huống khó xử tại nơi làm việc chung mà không mất việc hoặc mang lại tác hại cho chủ nhân. Thứ nhất, tiến hành kinh doanh cá nhân theo thời gian của công ty. Thứ hai, lấy tín dụng cho công việc của người khác. Thứ ba, hành vi không phù hợp và quấy rối. Thứ bốn, ăn cắp trong công việc. Thứ năm, giải quyết vấn đề. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.